Hi, xin chào các anh chị. Hôm nay thì bên mình có một cái chuyến lắp đặt hệ thống solar pump, hay còn gọi là hệ thống bơm tưới kết hợp điện mặt trời cho một khách hàng ở khu vực Tây Nguyên để phục vụ cho công việc là bơm tưới lúa nước. Thì với những cái nơi như là nương nè, rẫy nè, có cái vị trí cách xa so với cái đường điện lưới quốc gia thì chúng ta sử dụng hệ thống solar pump sẽ rất là hiệu quả nha. Bởi vì thứ nhất là chúng ta sẽ không còn bị vượt cái đường điện lưới nữa. Thứ hai là chúng ta sẽ tiết kiệm được cái chi phí tiền điện hàng tháng cho cái việc bơm tưới. Thì ở đây một hệ thống solar pump sẽ bao gồm là những cái tấm pin mặt trời nè để chuyển đổi từ ánh nắng sang cái điện năng. Ở đây đang có một hệ thống bao gồm là 8 cái tấm pin, công suất là 545 là thứ nhất. Thứ hai là một cái bơm, đây là cái bơm hỏa tiễn ha, hay còn gọi là cái bơm chìm giếng khoan. Thì đặc điểm của cái bơm này á là khi mà lắp á thì sẽ được thả xuống sâu xuống giếng luôn. Ở đây đang có cái bơm này là bơm 4 ngựa. Thì khi mà làm việc thì cái bơm này nó sẽ hút nước từ giếng khoan, nó đẩy lên trên mặt đất cho chúng ta sử dụng ha. Và cái độ sâu của giếng khoan có thể là từ 50m cho đến là 250m. Cái giếng khoan đang lắp đặt tới ở đây á đang có độ sâu là 50m. Rồi sau khi lắp đặt xong cái bơm thì chúng ta sẽ đến với cái phần thứ ba là cái bộ chuyển đổi năng lượng từ cái tấm pin sang cái năng lượng cho cái bơm sử dụng. Thì cái bộ này vừa là cái bộ điều khiển, vừa là cái bộ bảo vệ luôn. Nó bảo vệ trong cái trường hợp á, là khi mà cái giếng khoan chúng ta mà bị cạn nước á, thì nó sẽ ngắt, nó sẽ không cho cái bơm chạy, để nó bảo vệ cái tuổi thọ cho cái bơm ha. Nó sẽ có ưu điểm đấy so với cái bơm truyền thống. Và sau khi mà lắp đặt xong á, thì hệ thống đã chạy được rồi. Và đợt này thì lắp đặt xong thì mây nó cũng khá là mù, rất là ít nắng, rất là ít ánh sáng ha. Nhưng mà cái bơm á, nó vẫn bơm nước lên khá là mạnh. Đây là cái video bên mình là test thực tế cho khách hàng này. Nếu anh chị quan tâm về hệ thống solar pump, anh chị có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.